em thích con gái mặc đồ đỏ. Sao kỳ vậy? Trưa nắng mà đi ra đường nó chói mà. Sau này thí dụ mà em thấy trẻ hơn thì em tìm cách em đầy đỏ là sao đó. Dạ. Em tên là gì? Em tên Ngọc. Năm nay em 32 tuổi, em ở Tây Ninh. Em Ngọc làm việc ở Tây Ninh luôn. À, làm việc ở Tây Ninh. Dạ. Này là cái gì vậy bạn? Dạ, cái này là quà quê của em. À, trước tiên là em tặng chị Cát Tường. Rồi, chị cảm ơn nha. Thích quá, có quà. Có. Chút nữa em cũng tặng cho anh Linh mà. Dạ có. Dạ. Chúng ta vừa nghe cô gái giới thiệu Ngọc, 32 tuổi đến từ Tây Ninh. Còn bây giờ sẽ là chàng trai, xin mời. Quý vị khán giả bên trái cũng như quý vị khán giả bên phải là chào, trân trọng và thân thương nhất. Ủa gì có bên trái bên phải như vậy? Ngồi đi bà. Dạ. Bà tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Minh Thuận, năm nay em 30 tuổi. Minh Thuận 30 tuổi? Dạ. Bên kia 32 tuổi. Có vấn đề gì không? Dạ, không sao. Không sao đúng không? Dạ. Bà làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Văn phòng? Dạ. À, bạn ở đâu? À, quê thì ở Tiền Giang, còn làm ở Bình Chánh. Cụ thể văn phòng là làm gì? Làm kế toán. Anh ở Tiền Giang gặp cô ở Tây Ninh. Em có ngại gì đường xá xa xôi cách trở không? Dạ không, anh Tây Ninh cũng gần. Em có đi Tây Ninh bao giờ chưa? Dạ có rồi. Em cảm nhận gì về người con gái Tây Ninh? Tây Ninh hả? Người chắc nước da đen. Đen? Sao đen? Tây Ninh nắng nóng, đen. Ủa nắng thì đâu cũng nóng, thích da đen không? Không, nước da trắng em thích hơn. Chứ đen nước da mặn mòi chứ. Nhà có bao nhiêu có đông anh chị em không? Nhà em có 8 anh chị em. 8 anh chị em? Dạ. Rồi bạn là thứ mấy? Em út. Mấy anh chị em là lấy về lập gia đình hết chưa? Dạ hết rồi chị. Vậy hiện giờ là em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ba mẹ có hối thúc mình lập gia đình không? Dạ cũng có, chị 2-3 năm trước thôi. Còn giờ kiểu như hối riết rồi cũng chán á chị. Cho nên là hết nói nữa rồi. Em làm kế toán hả? Dạ. Em làm cái ngành đó bao lâu rồi? Em đi làm từ năm 2008. Mà trong cơ quan làm không có người nào được hả em? Dạ, cơ quan thì cũng có nhưng mà thấy nó sao sao chị ơi, chắc tại duyên chưa tới. Em cũng mà em có sợ ế không? Lúc trước thì có, còn bây giờ thì bớt rồi chị ơi. Tại sao? Mỗi ngày phải mỗi sợ hơn sao giờ bớt? Tại em thấy nhiều người kết hôn mà cuộc sống cũng có khi là nó không có hạnh phúc đó. Rồi sợ khổ. Nhưng mà sợ sau này không có ai nuôi cho nên cũng phải lo đi tìm. Em có nghĩ rằng em sẽ lấy chồng Tây Ninh không? Dạ thì em thấy người nào được là được hả anh Linh ơi, không có quan trọng là ở đâu, đừng xa quá thôi. Ví dụ như Tiền Giang, về Gò Công được không? Dạ được. Rồi dân Gò Công thì hát cải lương được nè, hò được nè, hát dân ca được nè. Bạn hò hát gì không? Dạ để em hát thì dở, để em hò câu anh Quyền Linh. Rồi hò đi, hò sao bạn không kia, rồi đứt ruột đứt gan. Đứng hả anh, ngồi anh Quyền Linh. Đứng đứng đi, đứng đi, đứng đi, lấy hơi là quả. Gió thổi hiu hiu chín chiều ruột thắt, nhìn xa bên bắc mà nước mắt ở bên đông. Ai xui chi cho vợ vợ với chồng chồng, biết đây với đó họ. Biết đầy với đó mà ông Tân Hồng ông có ở xe. Ngọc, bạn có biết gì không? Sở trường của bạn là gì? Hát hò gì không? Em hát cũng được. Hát cũng được? Dạ. Làm lại liền đó, em trời ơi đó, em, đàn gái mình không có yếu thế được. Dạ em sẽ hát bài dân ca Nam Bộ. Rồi Lý Trái Mướp. Lý Trái Mướp. Xanh xanh dây mướp mướp leo rau trèo leo rau leo rau. Người dưng kia mà mới gặp mơ. Gặp là gặp biết chào, biết chào biết chào làm sao. Biết chào biết chào làm sao, bớ chàng ơi có giờ chưa em giúp giúp tình thương. Thấy hợp quá. Được đó nha. Hai người về lập đoàn hát nữa. Tôi thấy sung rồi đó nha, gặp này tôi chịu rồi đó nha. Bây giờ cái tiêu chuẩn của em á, lấy vợ là như thế nào? Em cũng không có cao gì lắm anh Nguyễn Linh. Cao khoảng chừng 1m65 đổ lại thôi. Rồi. Mặt da trắng, biết lo cho bản thân với gia đình. Ông thích bạn gái là điều gì? Em thích bạn gái mặc đồ đỏ. Sao kỳ vậy? Trưa nắng mà đi ra đường thấy chói mà. Chói mà. Mặc đồ đỏ nó chói sao?
Mà đầu vàng có chối không? Vàng vừa vừa. Vừa vừa được anh ơi, đừng chối quá. Thí dụ như giờ mình yêu ta, tự nhiên ta mặc đồ chối, không yêu à? Em suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại nha. Kỳ lạ, cũng lạ. Hôm nay bạn đến thăm chương trình thì ở nhà mẹ, ba mẹ có biết không? Dạ biết chị. Hồi trước gia đình mình hối thúc mình rồi bây giờ tại sao không hối nữa? Chỉ có má em là nhắc nhở thôi, còn ba em thì ít có quan tâm về vấn đề đó. Má nói sao? Má em nói tao đi đám cưới người ta hoài luôn, không biết chừng nào mới lấy lại được nữa. Lấy lại được cái gì vậy? Má em còn nói con ta hả, nhiều người hả, sống chết luôn chứ. Chứ đâu có phải mà đẹp lắm đâu tao cũng lấy được chồng hả, còn con má đâu đến nỗi nào mà sao ế. Mỗi lần bạn nghe như vậy thì bạn thấy như thế nào? Em quan tâm là gặp nhau là do duyên số, cảm thấy người nào đó được thì cưới, còn không thì thôi, chứ không có nên mà vì tìm chồng mà mình vội vàng hoặc là kiếm cho có đúng với rồi. Người khác đúng rồi, mình sống ăn đời ở kiếp với nhau ha. Dạ. Bạn cao 1m mấy? Dạ em cao 1m68. Wow, đủ rồi, bên kia chỉ cần 1m65 hay 1m68 là được rồi đó. Bây giờ bạn nói cho Linh nghe đi, và cái mẫu người bạn trai lý tưởng của bạn muốn là gì? Về ngoại hình đó thì em thích người cao hơn em, già hơn em. Già hơn? Dạ. Ủa trẻ hơn được hả? Dạ không. Bên đây trẻ hơn rồi đó. Trẻ hơn em không chịu đâu, tại vì em không muốn người khác nói chở chị hai đi chợ. Không có sao đâu, lạc hậu quá à. Nhưng mà người bên đây, thành chị bên đây là nhỏ tuổi nghe mày đó. Nhỏ hơn thì không có sao, nhưng mà quan trọng là cái mặt phải già. Còn gì già rồi, đây mặt phải già. Anh đừng làm em thấy cặp này được lắm đó. Nhà em là có 8 người con đúng không? Dạ. Nữa em có chồng em muốn bao nhiêu, mấy đứa? Tối đa khoảng 3 được rồi. Đúng rồi. Ngoài ra bạn có cái điểm nào mà không thích về người bạn trai, dạ, người chồng tương lai của mình không? Em không thích người keo kiệt. Keo kiệt? Vũ phu, không biết giữ lời hứa. Có vũ phu này để tôi hỏi anh ơi. Hả? Dạ không. Có vũ phu không? Không. Nè nè, nãy nói nhiêu tuổi nói lại nghe. Dạ em 30 chị. Mặt cũng già, mặt cái già, tại mặt nổi mụn nhiều quá nhìn cái già. Sao rồi hết tuổi vậy thì mà mụn nổi nhiều vậy? Nóng rồi, nóng tánh nó nổi. Dạ. Vậy có bạn gái rồi chăm sóc rồi dưỡng da rồi vô cho mịn màng lên nha. Dạ. Tóc bạc rồi, được rồi, cũng già rồi đó. Giờ hỏi có vũ phu không nè? Dạ không, em không có vũ phu. Có keo kiệt không? Dạ không. Có tiền không? Dạ có. Có tiền có dám mua quà tặng cho bạn gái không? Dạ có. Maximum là khoảng nhiêu một món quà? Chắc cỡ tầm 2 triệu được rồi. Tại vì không có keo, bên này không có thích người keo kiệt. Đây không có keo đây thoải mái lắm. Đúng không? Ừ. Được á, được á. Cao mét mấy? Dạ cao 1m69. Được, bên này hơn, đây được hơn. Dạ. Nếu bây giờ được bao lâu đám cưới? Bên đây má hối lắm rồi. Dạ qua Duyên anh cưới em luôn. Qua Duyên là cưới luôn á? Dạ. Linh ơi, chắc là cho hai người gặp nhau đi Linh ơi. Gặp đi chứ. Dạ. Còn chờ gì nữa. Anh mở màn đi, anh nhận quà đi, để nãy giờ anh ganh tị với em hoài. Kéo màn lên. Hãy nói hết những cái gì mình suy nghĩ với người đối diện để cảm nhận, và những lúc hay những lúc không những lúc, 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Con quà bạn. Cảm ơn. Mình có món quà tặng lại bạn. Rồi, cảm ơn. Dạ, cái này phần của anh Linh. Cảm ơn em nhiều nha. Ở nhà ba mẹ có khó lắm không? Không, ba mẹ mình dễ. Bạn cảm nhận mình như thế nào? Thấy thứ nhất là thấy dễ thương, thứ hai là nói chuyện rất là vui. Khi mà hai người mà đi hẹn hò đó thì bạn thích đi chơi như thế nào, ở những nơi nào? Thích đi biển hoặc là đi công viên rồi. Còn chỗ nào nữa không? Không. Có thích đi câu cá không? Không, không thích câu cá. Có thích đi dã ngoại không? Có thích dã ngoại, rất thích. Bạn nữ cảm nhận bạn nam thế nào? Em thấy bạn thì cũng vui vẻ, thật thà, cái tính này chắc là giống em. Nói chung là em thấy cũng ổn. Mà sau này thí dụ mà em thấy trẻ hơn á thì em tìm cách em đầy đọ sao để già hơn. Trời ơi, cái trời ác dữ vậy. Mới gì để đầy đọ. Sợ không bạn?
không ráng chịu đựng nữa. Coi rõ sao mà người ta già hơn mà nói nghe thử. Thì em tìm việc nào đó làm ở ngoài nắng đó chị, nắng mưa thì con người mình tự dưng sẽ cằn cỗi à. Cái lần đứng lên quay vòng cho em kiểm tra rồi chiều cao rồi bóc dáng không? Quay vòng. Không. Được không? Được. Được rồi, được anh. Nhìn thẳng vô vô mắt cô ấy nói gì? Gợi gợi ý anh Nguyễn Linh. Tình yêu nghĩ nữa. Ý. Vậy đó, anh thấy em những giây phút đầu tiên cảm nhận cái gì đó, anh muốn gì đó, mình đi đâu chơi đó. 2, 3 bắt đầu. Trên thế giới thì anh thấy có khoảng 6 tỷ người, nhưng mà Việt Nam thì có khoảng 100 triệu người, ở thành phố thì có khoảng 10 triệu. Mà anh với em được gặp nhau hôm nay là một cái duyên số, thì anh nghĩ đó là cũng là một cái cơ hội để cho anh tỏ tình với em. Hay quá. Câu này là được đó. Thôi cho hai người bấm nút đi, trời ơi mệt quá. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm, mời các bạn đặt tay nút bấm. Đó, thấy chưa? 1 2 Nghĩ coi mày vô đếm đi. 3 Hết giờ. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Em nhắn cái lần thứ hai nó mới ăn chị. À, rủ như lúc đó bấm không được luôn rồi sao? À, thì em nói em có bấm là tại cái nút. Cần. Bây giờ em cảm thấy như thế nào? Hai người có thể nắm tay nhau một cái không?